Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, qua đo đạc quan trắc cảnh báo sạt lở, toàn tỉnh có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở với tổng chiều dài hơn 181 km, trong đó 55 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm. Sở Tài nguyên và Môi trường lưu ý 5 đoạn nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gồm đoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An, huyện Phú Tân. Khu vực này có một nhà thờ, 5 nhà máy xây xác, ít nhà dân, chủ yếu là chuồng tạp và đất canh tác qua màu. Hiện đường bờ chỉ cách đường tỉnh 954 khoảng 20 mét. Phía bờ đối diện đang bồi lắng. Đoạn sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, sạt lở mạnh hàng năm, đe dọa đoạn đường giao thông, chiều dài 6,9 km. Dấu hiệu nguy hiểm có thể xảy ra sạt lở bất ngờ với những mảng trượt lớn. Khu vực này trong dân cư, nơi giao nhau giữa đường tỉnh 953 và đường tỉnh 951. Đoạn sông Hậu chảy qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú có chiều dài 2,3 km từ dầm kênh Cây Dương đến bến phà Năng Gù, trong đó trọng yếu tại khu vực trường tiểu học A Bình Mỹ, điểm 2. Đoạn sông Hậu, sông Dàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới từ xã Kiến An đến chợ xã Mỹ Hội Đông dài 6 km. Khu vực này nhiều nhà dân sống ven sông, cặp đường lộ giao thông. Đoạn sông Hậu chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, khu vực ấp Mỹ Thuận và ấp Mỹ Khánh dài 3,3 km. Dọc theo khu vực này là lộ giao thông và nhà dân, phía bờ đối diện đang bồi lắng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đề xuất các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi, khuyến cáo người dân thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, có giải pháp bảo vệ đường bờ tại khu vực đoạn cua công. Cấm biển cảnh báo khu vực sạt lở, có kế hoạch đề xuất nạo vét khơi thông chỉnh trệ dòng chảy, hạn chế sạt lở, di dời người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao.